của cái cô Thúy Hiền này công nhận xuất sắc thiệt chứ. Trời ơi, tưởng gì, dễ ẹt con cũng làm được chứ bộ. Gì? Con làm cho mẹ coi nha. Trời ơi, đây nè, ba, làm lại cho ngoại coi đi con. 1, 2, 3. Ôi, cứ lẹ ra, giống ghê ha. Con làm lại nha. Wow. Hay quá. Con gái của ba giỏi quá trời. Mới còn chút xíu gì mà làm được hay gì chứ. Yeah. Ôi ôi. Cậu ơi, cậu. Cậu nhìn con nha. Nhắc cậu nhỏ này. Ây da. Bước qua đây biểu. Chuyện gì vậy Nam Chi? Mày muốn chết hả? Ừ, mình xin lỗi. Tại vì bây giờ mình phải đi ra mua gia vị cho chị Tâm Ý gấp. Mình đi nha. Ê, đâu vậy? Đứng lại coi. Con làm gì mà la ôm sùm vậy Lâm Chi? Mẹ ơi, mẹ coi con nè mẹ. Làm lại mẹ coi coi. Dạ. Làm chi nó đi học wushu đi. Anh thấy không? Nó chỉ cần coi người ta biểu diễn có một lần thôi mà thần thái của nó hả, không thua gì vận động viên chuyên nghiệp hết. Cho nó học wushu đi anh. Thiệt hả? Thiệt. Anh chỉ e Lam Chi nhà mình nó hiền quá mà. Bây giờ cho nó học võ nữa ai chịu nó nổi. Nhanh lên Lam Chi. Dạ. Con gái, con muốn học võ thiệt luôn hả? Thiệt mà ba, con có năng khiếu mà. Hay quá à, trời ơi. Học cái môn vũ su này cực lắm á. Con muốn trở thành Thúy Hiền thứ hai thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi, con sẽ trở thành người nổi tiếng. Hay hay quá. Thôi được rồi, giỏi lắm. Con gái của mẹ, con lên. Yes. Đi, em đi nha. Hả? Hi. Ờ, biết rồi. Trời ơi, biết rồi, đi lẹ giùm đi. Đi. Bye ba. Nó biết võ nữa ai chịu nổi nó trời. Tôi có cho cháu bé tập thử ở nhà. Tôi phát hiện ra Lam Chi nhà tôi thần thái của nó chuyên nghiệp lắm thầy. Tôi nghĩ là con bé sau này nó sẽ phát triển rất là chuyên nghiệp luôn. Thầy coi nè. Con bé chuyên nghiệp lắm, thầy tin tôi đi. Vậy thì chị cứ cho bé tập thử để xem khả năng của bé tới đâu. Tốt quá, cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Lâm Chi, con nghe rõ chưa? Con phải cố gắng lên, nghe chưa? Mẹ yên tâm, con gái của mẹ có năng khiếu mà. À, được. Cả lớp, hôm nay có lớp mình có bạn mới. Các con cùng chào bạn Lâm Chi đi nào. Thật với chị, em không thấy bé Lam Chi có năng khiếu về cái môn võ này. Thầy nói sao vậy thầy?
Tôi thấy là con bé rất chuyên nghiệp mà, biểu cảm của nó rất là tốt, thần thái lắm. Làm Chi, làm lại cho thầy coi đi, mau lên. Dạ. Đó, thầy thấy chưa, con bé rất là chuyên nghiệp. Trời, nó biểu cảm như vậy còn muốn gì nữa thầy. Tuy là vậy nhưng mà những động tác đơn giản nhất bé cũng không làm được. Em đã dành rất là nhiều thời gian để mà dạy bé nhưng mà bé cũng không làm được. Thầy à, thầy đánh giá như vậy có vội vàng quá không? Tôi thấy là con bé rất thần thái mà. Đối với chị là vậy nhưng mà theo em thì bé Lam Chi diễn hơi lố. Đây, chị xem thử bé này mới thực sự là có năng khiếu nè. Minh, con ra đây con đánh thử cho bạn Lam Chi xem nào. Về đi con. Con mình chắc không có năng khiếu đâu. Anh nói sai rồi. Hôm trước mà em đi tập thể dục với Lam Chi á, rõ ràng là nó biểu hiện nó có năng khiếu thể thao lắm mà. Mới có bắt đầu thôi mà tự nhiên bỏ cuộc, bộ anh không thấy tiếc hả? Em vẫn muốn cho Lam Chi chơi thể thao nữa hả? Chứ làm sao, mình mới bắt đầu mà, tự nhiên bây giờ kết thúc. Nhưng mà em đừng có tham lam quá. Tham lam cái gì? Mình là làm cha làm mẹ, mình phải tạo điều kiện cho con mình phát triển tài năng chứ. Mình là không có ép con mình những thứ là nó không thích rồi đó. Nhưng mà em thấy Lam Chi hả, nó có năng khiếu thể thao, em sẽ tìm kiếm cái môn nào mà nó thật sự nó thích để nó phát triển tài năng của nó chứ. Bộ em có dự định gì rồi hả? Em sẽ cho Lam Chi chơi đánh góp. Trời ơi, con mình nó hiền quá rồi, bây giờ em đưa nó thêm cây gậy nữa, ai chịu nổi nó. Bây giờ ha, con chỉ cần nhắm trúng cái banh, đánh thiệt mạnh là được nha. Con gái à, thần thái quá. Nó canh hướng gió nữa kìa, chuyên nghiệp ghê chưa. Cố lên con, cố lên làm gì. Ủa, sao con đánh trúng trái banh? Con phải canh trái banh, đánh trúng trái banh mới đúng chứ. Ủa, cái cây gậy con đâu rồi? Hả? Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.